CG hay còn gọi là kỹ thuật đồ họa vi tính là công nghệ được ứng dụng nhiều nhất trong điện ảnh. Ngành công nghiệp CG ở Việt Nam đang phát triển như thế nào? Và những bạn trẻ có hứng thú được phát triển trong lĩnh vực này có thể tìm kiếm định hướng từ đâu? Hãy cùng đến với chia sẻ từ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế đồ họa ở Việt Nam. Hiện tại các phim chiếu rạp ở Việt Nam hiện nay thì đang đưa vào các công nghệ 3D VFX rất là nhiều, ví dụ như là tấm cám hay là tháng năm rực rỡ thứ chẳng hạn. Và ngay cả cái nhu cầu cái đẹp của con người bây giờ nó đi lên, như là chúng ta xem một bộ phim thì nó cũng không hẳn như ngày trước nữa. Thực ra thì nói một cách công tâm thì chúng ta còn cách các đơn vị điện ảnh, ví dụ như Mỹ hay ngay cả gần nhất như là Hàn Quốc chẳng hạn hay Thái Lan thôi, chúng ta cũng còn một cái bước khá là dài, mặc dù chúng ta có những bước phát triển đi rất là nhanh rồi. Thì ở Việt Nam cũng khá là hiếm những đơn vị đào tạo CG, thì chúng có thể nói kể đến chỉ có thể kể đến trên đầu ngón tay như là bên VTC Academy. Khi mà Internet mà càng ngày nó càng đến từng ngõ ngách, từng ngôi nhà một, thì các bạn học sinh có thể tiếp cận được với nó thì rất là dễ dàng. Các bạn có thể tìm những cái bài hướng dẫn tài liệu ngay tại nhà, thì các bạn có thể tự training đó, rồi là các bạn được hỗ trợ bởi các thầy cô rất là nhiều.